Kênh Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này kênh Điện tử Gia Phát xin mời anh chị cùng với kênh Điện tử Gia Phát chúng ta cùng đến với vựa mít Đài Phát ở Cái Bè Tiền Giang để xem rằng là cái kênh điện tử mà cách đây 2 tháng kênh Điện tử Gia Phát đã giao cho mít Đài Phát thì hiện trạng bây giờ nó như thế nào và sử dụng ổn không và có bền không anh chị ha. Xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình cần mua nó thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Kênh Điện tử Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video mình nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị nhiều thông điệp về dòng kênh điện tử chuyên đến cân mít thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay về sửa kênh điện tử anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.